nhịp giảm rất là sâu của tivi Samsung. Và tại thời điểm này đi mua tivi Samsung thì các bác đừng bỏ qua những mẫu này. Đây sẽ là một clip tổng hợp những chiếc tivi của Samsung đang có động thái giảm rất là sâu dịp cuối năm 2022. Mời các bác. Tiếp nối sôi giảm sốc các cái mẫu sản phẩm mới của 2022 thì Samsung cũng có động thái giảm sâu, không thể thua kém. Và cái clip này ấy, thì em chủ yếu là tổng hợp những mẫu TV có chiều hướng giảm giá này. Và đây là những mẫu TV được bán nhiều trong thời gian vừa rồi. Mẫu đầu tiên em quay được mọi người xem và tham khảo là 55Q60B. 55Q60B thay thế cho 55Q60A của 2021. Đây là phiên bản Smart TV sở hữu độ phân giải 4K, thiết kế tràn viền ba cạnh và giá thành đang giảm về còn nhỉnh 13 triệu thôi. Nhỉnh 13 triệu, giảm rất là sốc. Q60B thì có tích hợp điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời, có quan tâm HDR10+ này, có công nghệ màn chấm lượng tử, thiết kế chân đế tại vị trí trung tâm, một trong những chiếc TV với công nghệ chấm lượng tử tốt nhất, giá rẻ nhất mà các bác lên tham khảo. Đấy, nhỉnh 13 triệu cho 55Q60B. Phiên bản thứ hai em quay thì vẫn là một trong những tên tuổi đình đám của dòng phân khúc TV sử dụng công nghệ LED nền cao cấp, 55Q80B của Samsung. 55Q80B thay thế cho 55Q80A của 2021, có thiết kế chân đế, cả một cái mảng kim loại nguyên khối đặt tại vị trí trung tâm, tràn viền bốn cạnh cho cái cảm giác khung hình rất là rộng, không có giới hạn về cái của màn hình, cái độ dày của màn hình. Q80B giảm về còn 18.190.000, 18.200. Ngoài thì sẽ cao cấp hơn so với cả Q60B. Q60B chỉ led viền thôi, còn led lên là Q80B có chip xử lý trí tuệ nhân tạo Quantum Processor 4K, nâng cấp hình ảnh lên chuẩn 4K bằng trí tuệ nhân tạo, có công nghệ Quantum HDR12X 1500 nit, độ tương phản vượt trội, độ sáng rất là cao. Q80B với giá 18.2 là một trong những mẫu TV có hỗ trợ tần số quét 120Hz, vô cùng rẻ. Phân khúc đối thủ của nó là Sony ấy, thì giá hiện tại đang bán phải nhỉnh 21-22 triệu. Q80B thì cũng có đầy đủ các công nghệ hiện đại cao cấp của một chiếc TV thông minh, trình chiếu nội dung màn hình từ điện thoại lên, từ laptop, từ máy tính để bàn lên, không cần cắm dây, với hệ điều hành có giao diện vô cùng dễ dàng, các ứng dụng được tập trung tại màn hình trang chủ, có thể đơn giản dùng điều khiển để trải nghiệm. Quan trọng nhất là lên lần, quan trọng nhất là quan tâm HDR12X 1500 lít, có cái âm thanh với chuẩn Dolby Atmos, loa 60W cho cái chất lượng âm thanh vô cùng sống động, tinh tế, chân thực, to rõ, không cần phải kết hợp với cả loa sau bar. Sau 55Q80B thì cái mã hàng có động thái giảm sâu nữa, đó là phiên bản 65 inch. 65Q80B đang giảm về còn nhỉnh 22.300, 22.400, nó tầm khoảng 22.360.000. Thì mã hàng này là mã hàng có động thái giảm khoảng 4 triệu so với cả thời điểm trước. 65Q80B led lên tần số quét 120, có quan tâm HDR12X 1500 nit, loa 60W và điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời. Đấy, phiên bản nâng cấp lớn hơn. 55 inch thì 18.2, còn 65 inch chỉ là 22.360.000 thôi. Thấp hơn Q60B, Q70B là cái phân khúc thấp hơn của Q80B. Thì hai thằng này có kích cỡ màn hình 65 inch thì giá cũng giảm sâu. Giảm sâu về còn nhỉnh 16 triệu với 65Q60B. Và giảm sâu về còn sấp xỉ 18 triệu với 65Q70B. Tất cả những mẫu này thì bên em bán thì đều là dòng B hết, mới nhất của năm 2022. Tầm này thì các bác đừng có đi tìm những mẫu của 2021, đời A nữa. Không nên đi tìm đời A nữa, em khuyên các bác chân thành nhé. Q60B nhỉnh 16, Q70B sấp xỉ 18 triệu. Đấy, hai phiên bản TV QLED chấm lượng tử 65 inch đều có thiết kế chân đế tại vị trí trung tâm. Cái khác biệt của những dòng TV 65 inch của Samsung với Sony đó là gì? Đó là chân đế tại vị trí trung tâm như vậy thì rất dễ dàng để được những cái bề mặt kệ có kích thước ngắn, có kích thước hẹp. Còn các dòng TV Sony ấy, thì thường thì chân trống để hai bên rất là kén kệ. Hai phiên bản này thì đang có giá thành giảm từ 2 đến 3 triệu cho một mã hàng 65 và 75 inch. Mã hàng lớn nhất của Q80B đó là 75 và 85 inch thì có 75 inch đang giảm sâu. 75Q80B thì đang giảm về còn khoảng nhỉnh 31 triệu, 31 triệu 7, 31 triệu 800. Đấy, một chiếc TV với kích cỡ màn hình rất là lớn, tầm 1m6, 1m7 chiều ngang. Chân đế vị trí trung tâm vô cùng vững chãi và chắc chắn. Thiết kế tràn viền 4 cạnh, khung hình 75 inch, xem thì cực kỳ đã. Tần số quét 120, các khung hình như tốc độ chuyển động nhanh,
xem bóng đá, xem thể thao thì trên Q80B nó quét hình sẽ không có hiện tượng giật, không có hiện tượng lag hình. Và thấp hơn có các mẫu như 75Q60 và 75Q70B. 75Q60B thì đang bán với giá sau khi trừ hết quà. Đấy, trừ hết quà thì con này về còn nhỉnh, đấy, nhỉnh 25, nhỉnh 26 triệu. Còn đối với 75Q70B, con này trừ hết quà đi thì hiện tại đấy, đang về còn khoảng tầm 29,6 triệu, nhỉnh 29 triệu, 29,5 triệu, 29,6 triệu cho phiên bản 75Q70B mọi người nhé. Thì về cơ bản ấy, TV Samsung thì có cái độ ổn định rất là cao. Mọi người dùng hệ điều hành TizenOS theo 5 tháng đấy, dù trải qua nhiều 5 tháng dùng liên tục thì cũng không có cái sự bất ổn, không có cần phải cập nhật, không cần phải lỗi lớn như các hệ điều hành khác đang bán ở trên thị trường. Gia đình có người già, người trẻ, người không am hiểu công nghệ thì dùng TV Samsung rất là dễ dùng. Và cái ứng dụng, hệ thống ứng dụng được bố trí màn hình trung tâm với những mẫu TV của năm nay sẽ giúp cho cái trải nghiệm trở nên dễ dàng và đơn giản hơn rất là nhiều. Đấy, các công nghệ, các ứng dụng này xem qua Wi-Fi, hệ thống các chương trình được bố trí màn hình trung tâm vô cùng trực quan, dễ dàng để quan sát, dễ dàng có thể để bao quát. Và tất cả những chiếc TV em quay thì đều là TV thông minh hết rồi, có độ phân giải 4K, cao gấp 4 lần Full HD. Các bác có thể xem truyền hình không cần cắm anten, xem qua Wi-Fi, xem qua mạng, dễ dàng và mượt mà. Và hơn hết, cái thích nhất ở Samsung là những dòng TV QLED. Từ TV QLED hay TV dòng LED thì đều có tích hợp điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời. Cái điều khiển không dùng pin, thân thiện với môi trường, không hao tốn tài chính, hao tốn tiền của để đi mua pin. Bên em bán hàng thì tất cả hàng hóa là mới nguyên đai nguyên kiện, 1 đổi 1 trong 30 ngày, bảo hành chính hãng tại nhà trên toàn quốc các bác nhé. Bác có thể gọi điện qua hotline 0974178856 hoặc truy cập website ecomat.vn để hỗ trợ và tư vấn. Cảm ơn mọi người.